Dạ em hơi run quá chị. Mặt xinh xắn quá trời, cười tươi nè. Hình như em không tự tin vô nụ cười của em không? Em tự tin cười tươi nè. Bây giờ em đi catwalk em thả lỏng người ra, nhạc đi từng bước. Bây giờ chị sẽ nắm tay em đi từng bước cho em quen, em thoải mái, em đi. Rồi sau đó em sẽ tự đi một mình. Về chị Thanh Hằng hướng dẫn cho em rất là nhiệt tình nè chị. Cầm tay em đưa em đi theo chị Thanh Hằng. Đi! Nhanh lên! Đúng rồi! Yeah! Woo! Trời ơi! Mệt quá! Em có thể giúp chị tháo cái dây chuyền ra được không? Cho nhìn khác hẳn luôn á. Nãy là tính đánh vô điểm ấp rồi nè. Em hèn, em mày quá, tháo là kẹp đi. Em hợp với ông cô. Vô em không em đi. Em ơi, trang phục của em đang mặc là trang phục gì vậy? Dạ, em đang mặc đồ bơi. Đấy là đồ bơi hả? Và một cái điều mà chị thấy ở đây hai em quá đẹp. Bước ra quá đẹp, quá sáng. Hai em cũng cười rất tươi. Nhưng mà khi hai em đi, hai em không canh với nhau, không song hành, không đồng hành với nhau. Và cái nụ cười đó làm cho chị suy nghĩ là cười như thế mà hai em có vui không? Chắc là vì đây là lần đầu tiên tôi và chị Trang cùng được đi chung với nhau nên là chưa hiểu ý nhau. Tôi bị tuột lại phía sau nhưng mà ban giám khảo đã cho chúng tôi đi lại và lần này thì đã có sự liên kết và hai chị em đã đi ăn ý hơn. Mọi người nhìn em thế này chứ thật ra là em chưa làm gì cả, em chưa đụng dao kéo, em chưa làm bất cứ một cái gì luôn trên người của em. Em biết là luật pháp của Việt Nam đối với các cuộc thi sắc đẹp như thế nào và vậy em vẫn tới đây thì tôi rất là muốn lắng nghe cái mục đích của em, cái câu chuyện của em là gì? Thật ra là em đang sống và làm việc ở Hà Nội. Em là người ở Vĩnh Long thì em sống ở đây được 4 năm rồi. Thì năm ngoái em có bị một cái tai nạn và em ở đây một mình. Và em bị gãy chân, không có gia đình ở bên cạnh. Cho nên là lúc đó em tự nói với bản thân mình ấy, là mình phải bản lĩnh và dũng cảm mà sống. Năm nay bỗng dưng Miss Universe lại có cái tiêu chí là trái tim dũng cảm. Làm cho em cảm thấy là wow, hôm nay vẫn đến. Thứ nhất là em để em trải nghiệm, em học hỏi, em gặp gỡ mọi người. Và cái thứ hai nữa là em đem câu chuyện của mình đến đây. Sống ở trên đời này, cái việc dũng cảm, cái việc can đảm mà để chấp nhận bản thân mình là quan trọng nhất. Thì khi mà bạn có được cái đó rồi, tất cả mọi khó khăn bạn vượt qua được hết. Em đã đạt được cái chủ đích của mình là ngày hôm nay cho mọi người thấy cái sự dũng cảm và tự tin của em. Bất kỳ một cuộc thi nào cũng có những cái tiêu chí của nó. Em biết mà em vẫn muốn trải nghiệm. Chị nghĩ cái thú vị nhất chính là cái trải nghiệm. Thì ngày hôm nay tất cả mọi người ở đây cũng như mọi người ở phim trường đều nhìn em một cái ánh mắt rất là ngưỡng mộ. Dạ vâng. Lần đầu tiên chị gặp em và chị thấy cái năng lượng đó từ em và cái sự quyết tâm ở em rất là nhiều. Chị nghĩ là em cũng đã trải qua rất là nhiều cái kinh nghiệm sống rồi. Chị cũng đã từng xem một cái chương trình hẹn hò của các chàng trai và cô gái thì cũng đã thấy em tham gia trong đó. Thì không biết tình yêu đương của em thời bây giờ thì như thế nào rồi? Thì sau chương trình thì tụi em cũng là bạn với nhau thôi chứ không có tiến xa được. Thế à? Thế nước mắt cũ không được lâu bằng tình yêu mới hả? My ơi, cảm hứng nào để em mặc bộ đồ ngày hôm nay? Dạ, khi mà em được nhận thông báo là ngày hôm nay có một buổi phỏng vấn kín với ban giám khảo, anh quản lý có dặn tụi em là chọn một bộ đồ thể hiện phong cách cũng như là tính cách của bản thân mình. Thì em nghĩ ngay tới bộ đồ này mà bộ đồ em đã mang theo từ ngày đầu tiên của nhà chung. Đến với cuộc thi này, tôi mong các bạn hiểu rằng đây là một sân chơi, một cuộc thi dành cho những người đẹp và chọn ra những người có nét đẹp, thanh tú, tôn lên cái tinh thần của người phụ nữ Việt Nam cũng như tỏa sáng những cái tấm lòng ấm áp. Thì các bạn phải hiểu rằng đây là cuộc thi người đẹp thì các bạn phải tự biết chăm sóc mình và phải làm sao để tôn lên được vẻ đẹp của chính bản thân mình muốn có. Thật ra Hương Ly phải rút kinh nghiệm á, là người ta không có thời gian để lắng nghe em chia sẻ lý do đâu. Tất cả những điều mà em nói chị ghi nhận và ban giám khảo ghi nhận. Nhưng mà không ai có thời gian dành cho em 5 phút để lý do vì sao, tại sao tôi mặc cái đầm như thế, tại sao tôi mặc như thế này. Em phải có mục tiêu rõ ràng đến với cuộc thi, em phải hiểu cái tiêu chí đó và em thể hiện mình. Em chưa tới lúc để làm khác đi. Rút kinh nghiệm nha. Chị không biết em có đọc bài phỏng vấn chị nói về em chưa? Và em nghĩ như thế nào? À, dạ em có đọc hết luôn. Tự nhiên khi mà em thấy cái phần phỏng vấn đó, khi mà chị nói là tại vì em bị tổn thương quá nhiều thì lúc đó là em cảm thấy Chị Hằng hiểu em rất là nhiều. Top số 10 tụi em rất là may mắn khi mà năm nay tụi em có được những ban giám khảo. Nhiều khi là những cái nhận xét ban đầu lạnh lùng hoặc là nó hơi khó tính quá, nhưng mà khi mà tự em nhìn em soi gương, em thấy được cái khuôn mặt của em, xong rồi em thấy được thần thái của em hiện tại, nó tươi vui hơn, nó sáng hơn. Tự nhiên mình cũng cảm thấy mình vui hơn khi mà mình trưởng thành hơn rất nhiều. Và đến thời điểm hiện tại, đúng đối với em là nó đã mang lại những cái mà em cần cho cuộc sống của em. Có những tin đồn người ta nói rằng em muốn thay đổi ban giám khảo của năm 2019 này. Đối với cá nhân em á, em có một cái nguyên tắc và triết lý sống. Mình sẽ hỏi là bản thân mình là mình có hay không. Thì với tin đồn đó, bản thân em biết là em chưa bao giờ em có một cái suy nghĩ là phải đổi ban giám khảo hay là thay đổi như thế nào đó. Nên là em sẽ không bao giờ để nó lọt vào trong đầu của em ạ. Cuộc sống thì có rất là nhiều thị phi, đặc biệt là nghệ sĩ thị phi, mình phải sống cùng với nó. Chị đã quá quen với điều đó và em cũng đã quá quen với điều đó. Chúng ta chỉ tin những gì trước mắt, chỉ tin Thúy Vân đứng đây nói những lời chân thành, những giọt nước mắt kia không thể nào là giả tạo. Và em là người cầu tiến, em thực sự rất là tiềm năng. Nhưng em muốn trở thành hoa hậu, em phải cố gắng rất là nhiều lần. Và hy vọng rằng em sẽ tiếp tục tỏa sáng bởi cái tri thức của em, con người của em mang tới chương trình. Đừng để những cái gì nó không hay xảy ra nữa, nó đừng để nó tác động tới em, nó không đáng. Dạ.